X51 Story mến chào các quý vị thính giả. Bộ phim Tây Du Ký từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong tuổi thơ của rất nhiều người chúng ta. Và hình ảnh một Tôn Ngộ Không tề thiên đại thánh đại náo thiên cung giúp Đường Tăng đi lấy kinh đã hàn sâu vào tâm thức của không biết bao nhiêu em nhỏ. Thế nhưng những điều thú vị và bí ẩn về nhân vật này vẫn gây tranh cãi suốt bao nhiêu năm qua. Có một điều kỳ lạ mà ít người để ý khi đọc Tây Du Ký, đó là nhân vật Tôn Ngộ Không không hề được tác giả miêu tả rõ là con đực hay con cái. Hiển nhiên người đọc thì luôn tự nhận định Tôn Ngộ Không là con đực. Ngộ Không ra đời thế nào? Tảng tiên thạch nứt ra một quả trứng đá, gặp gió nở ra con thạch hầu. Bản thân nó không từng có tinh cha huyết mẹ, tức sinh sản vô tính. Sau khi được bầy khỉ tôn làm vua, nó xưng hiệu là Mỹ Hầu Vương. Chữ Mỹ nghĩa là đẹp, là duyên, không hề thể hiện nam tính. Mãi cho tới khi tới núi Linh Đài Phương Thốn, vào động Tà Nguyệt Tam Tinh, gặp Bồ Đề Tổ Sư, ngài mới hỏi rằng: "Nhị tính thậm ma, nghĩa là ngươi họ gì?" Hầu Vương mới đáp: "Ngã vô tính, nhân nhược mã ngã dã bất não, nhược đả ngã dã bất sân. Trích thị bồi cá lễ nhi tựu bãi liễu, nhất sinh vô tính, nghĩa là con không có tính gì cả. Người ta đánh con cũng không thù, chỉ lễ phép với người ta mà thôi. Nhất sinh không có tính." Đoạn hội thoại này thường được lý giải là Bồ Đề Tổ Sư hỏi tính họ, Hầu Vương lại hiểu thành tính, do đó mới trả lời như trên. Tuy nhiên, giải thích như vậy không thông. Đã là tính tình thì có hiền, có ác, có nóng, có mát, nên người ta đánh con cũng không thù, chỉ lễ phép với người ta mà thôi, là chỉ sự lành tính, không liên quan tới vô tính. Ở đây ta nên hiểu rằng Hầu Vương nghe hỏi tính là giới tính nên mới đáp rằng con không có giới tính, không đực không cái, không nam không nữ. Tức là tác giả muốn nói Hầu Vương là con khỉ thiến, ám chỉ hoạn quan. Vì hoạn quan bị coi là kẻ hầu người hạ thấp kém trong cung, nên người ta đánh con cũng không thù, chỉ biết bồi cá lễ. Bồi cá lễ, dịch giả Thụy Đình dịch là chỉ lễ phép với người ta mà thôi, dịch giả Như Sơn dịch là chỉ lạy họ mà thôi. Như Sơn mới thực là dịch sát với ngữ cảnh, đây là miêu tả hoạn quan quỳ lại bề trên, chịu đánh đập trời mắng mà không dám oán than. Vì Hầu Vương xưng là vô tính, nên Bồ Đề Tổ Sư mới ban cho họ tôn, đó là thân ngươi tuy bỉ lậu, nhưng quả thực là một con hồ tôn, nghĩa là cong khỉ. Chữ hồ bỏ bộ thú, bộ khuyển, bên cạnh đi, còn chữ cổ và chữ nguyệt, cổ là lão, nguyệt là âm. Lão âm không thể dưỡng dục, ngược lại chữ tôn có thể làm họ. Tôn bỏ bộ thú bên cạnh đi, còn lại chữ tử và chữ hệ. Tử là con trai, hệ là trẻ nhỏ. Nhà ngươi chính hợp với bản chất của trẻ nhỏ. Vậy đặt cho ngươi là họ tôn nghe. Như vậy, bản thân Bồ Đề Tổ Sư cũng nhận định Hầu Vương là bán nam bán nữ, nên lấy chữ hồ tôn để luận họ. Hồ tôn là từ ghép đẳng lập, hồ cũng là khỉ mà tôn cũng là khỉ. Bồ Đề Tổ Sư bỏ không dùng chữ hồ, vì lão âm tức bà già lưu ý Hầu Vương đã hơn 300 tuổi, mang tính nữ mà chọn chữ tôn mang tính nam. Từ đó trở đi, Hầu Vương mới mang họ tôn, được định giới tính là nam. Sau này lên thiên đình, được phong bật mã ôn của Ngự Mã Giám. Ngự Mã Giám là một trong 24 nha môn hoạn quan, thế mới thấy phục bút của Ngô Thừa Ân mới sâu làm sao. X51 Story luận bàn về chức quan bật mã ôn của Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không từ lúc học được bản lĩnh thất thập nhị biến và phép thần thông xuất thân nhập hóa từ chỗ Bồ Đề Tổ Sư, cướp đoạt như ý kim cô bằng của Đông Hải Long Vương, lại đại náo Xâm La Điện, tự sửa sổ sinh tử, khiến cho Ngọc Đế kinh sợ. Ngọc Đế bèn làm theo lời tấu của Thái Bạch Kim Tinh, giáng một đạo chiêu an thánh chỉ, phong Tôn Ngộ Không chức bật mã ôn, mời Hầu Vương đến thiên cung, hy vọng có thể dùng việc này để trói buộc Mỹ Hầu Vương. Trong phả hệ thần tiên cổ đại của Trung Quốc, bao gồm các chức quan của thần tiên, có khá nhiều thứ là do tưởng tượng mà thành, nhân gian không hề có chức quan này. Tuy Tây Du Ký là tiểu thuyết thần thoại, nhiệm vụ của chức quan vì thế mà được hư cấu, nên có rất nhiều chức vụ mượn dùng quan chế của nhà Minh. Bật mã ôn không phải vô duyên vô cớ mà có. Vậy thì trong lịch sử có chức quan bật mã ôn hay không? Đời nhà Minh có chức Ngự Mã Giám, bắt đầu từ năm Hồng Võ Thái Tổ Chu Nguyên Chương, những người chấp sự toàn do thái giám đảm trách. Những thái giám làm Ngự Mã Giám, quan chức phải là chính tứ phẩm. Những người thuộc vào tứ phẩm hoặc ngũ phẩm không được lựa chọn. Nhưng nếu họ chăm sóc ngựa không tốt, để ngựa chết sẽ bị xử tội rất nặng. Cũng giống như trong Tây Du Ký, trên trời các giám quan Ngự Mã Giám hay nói, nếu có ngựa bị gầy yếu sẽ bị trách phạt, còn nếu ngựa bị thương sẽ bị đền và hỏi tội. Có quan quản ngựa mã của Minh Triều gọi là Thái Bộc Tự, bắt đầu từ tháng 3 năm 1371, năm Hồng Võ thứ tư, chức vụ chính gọi là Thái Bộc Tự Khanh, chức vụ phụ gọi là Thiếu Khanh. Hầu Vương khi đó được gọi là Tôn Thái Bộc Tự. Tại sao lại gọi là bật mã ôn? Đừng nói là Minh Triều, tất cả quan chế của các triều đại khác đều không có chức vụ nào gọi là bật mã ôn cả. Căn cứ một ghi chép về những quái sự thời xưa, thời Đồng Tấn ngựa của nước Triệu đột nhiên lăn ra chết, có người sử dụng một loại động vật giống với viên hầu, vượn, cứu sống chúng. Do vậy,
Người đời sau thường nhốt một con khỉ ở trong chuồng ngựa và cho rằng làm như vậy ngựa mới không bị mắc bệnh ôn dịch. Y học cổ truyền Trung Quốc cũng có cách nhìn nhận tương đồng với điều này. Chẳng hạn, sách Tế Dân Yếu Thuật của Giả Tư Hiệp, người thời Bắc Ngụy, có viết: thường buộc di hầu vào chuồng ngựa, có thể khiến cho ngựa không hốt hoảng và còn tránh tà, chữa được bách bệnh. Còn Minh Triều Lý thời Chân trong bản thảo cương mục cũng có nhắc đến, khỉ cái được nhốt trong chuồng ngựa có thể giúp ngựa tránh được ôn dịch. Bật mã ôn, phiên âm, bima quân bằng bật mã ôn, và tị mã ôn, phiên âm, bima quân bằng tị mã ôn, là những từ đồng âm khác nghĩa. Vậy là trong Tây Du Ký, Ngọc Đế của Thiên Cung đã lựa chọn một chức quan tương đối mỹ miều có tên gọi là bật mã ôn để cho Tôn Hầu Vương đảm nhiệm. Rõ ràng, bật mã ôn chẳng qua chỉ là từ đồng âm khác nghĩa với tị mã ôn mà thôi. Trong tác phẩm Tây Du Ký của tác giả Ngô Thừa Ân, ông đã cho giống được là Tôn Hầu Tử một tên hiệu rất kỳ lạ. Đây chắc chắn là một cách miêu tả rất hài hước. Dưới ngòi bút của ông, bật mã ôn là do đích thân Ngọc Hoàng Đại Đế ngự trị. Đây là sự châm biếm sâu cay đối với Hoàng Đế ở trên trời và Hoàng Đế dưới nhân gian. Cách thống trị của bọn họ nếu không phải là giấu giếm thì là lừa đảo. Ngọc Hoàng Đại Đế để Hầu Vương làm bật mã ôn chẳng qua chỉ là trong số những ví dụ lừa và giấu mà thôi. Sau này, Tôn Ngộ Không đã biết được sự thật từ miệng của kẻ khác. Bật mã ôn không những là một chức quan nhỏ nhất mà còn là chưa chính thức trong các chức quan. Vì vậy Tôn Ngộ Không bất giác nổi giận đùng đùng, cắn răng trợn mắt, nói: dám khinh nhờn lão Tôn ta ở Hoa Quả Sơn, xưng vương xưng tổ, thế mà dám lừa ta lên trời để nuôi ngựa. Kẻ nuôi ngựa chỉ là loại hậu sinh tiểu bối, là những kẻ hạ nhân, sao lại đến phiên ta cơ chứ? Ông không làm. Thế là Tôn Ngộ Không hét lên một tiếng, đạp đổ công án, đánh một mạch ra Thiên Môn, về đến Hoa Quả Sơn. Bầy khỉ đến gặp Hầu Vương, cũng tức giận mà nói: đại vương là vua ở nơi Động Thiên Phúc Địa này, được tôn trọng và vui vẻ biết bao, sao lại đi làm mã phu cho người ta cơ chứ? Nếu lấy bản lĩnh của Tôn Ngộ Không mà luận bàn, thì không thể oai phong như chức vụ Thiên Bồng Nguyên Soái của Chư Bát Giới, cũng không thể kêu bằng chức quan quyền liêm đại tướng của Sa Tăng, chẳng trách Hầu Vương nổi cáu. Hơn nữa, trong câu chuyện này, Tôn Ngộ Không thể hiện tính tự tôn rất quyết liệt. Đến khi lên đường đi lấy kinh, khỉ ta vẫn ghét nhất người khác gọi mình là bật mã ôn. Nếu có yêu tinh nào không biết hay cố tình sát muối vào vết thương cũ thì chắc chắn sẽ bị khỉ ta báo thù gấp đôi bằng cách tiêu diệt trọn hang ổ. Tác phẩm Tây Du Ký đã thể hiện ý nghĩa xã hội rất rõ ràng. Ngô Thừa Ân là người hiểu rõ nhất và đã sử dụng câu chuyện này để châm biếm tầng lớp thống trị đương thời không biết dùng người. Ngô Thừa Ân là nhà văn, lừng lẫy một thời, nhưng phải đến năm ngoài 40 tuổi mới có được chức Tuế Công Sinh, hơn 60 tuổi mới được làm huyện thừa Trường Hưng. Ngô Thừa Ân mượn câu chuyện Tôn Ngộ Không tạo phản với ngụ ý thay cho suy nghĩ của mình, cũng muốn giành lại chút công bằng thay cho tất cả những tài tử trong thiên hạ thân hoài tuyệt học mà lại không gặp thời. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.